Nay có một tí xíu cái đáng chú ý mình quay cho anh em xem ha. Cái bát phục sâu. Anh em chạy xe mà phục sâu á, nó mất rebound á là nó nhúng xuống, nó vũ lên cái cạch cạch. Và khi vô cua á, đó là bị rebound. Còn một phần nữa, cái vũ cạch đó là nằm ở cái vấn đề cái bát giữ. Nè, giống như cái này của Vin trên xe chủ khách nè. Anh em nhìn thấy nó sét bên trong hết. Đó, đóng ra là hơi bị chua luôn. Thì cái này thường là mình sẽ thay cái bật đạn rế trong này được. Mình đục, mình cạo nó ra rồi mình thay bật đạn rế. Nhưng mà cái lõi bát này nè, là cái cốt trong rồi nè, nó cũng bị sét, nó mòn hết luôn rồi. Thay làm chi? Thay cũng, nó cũng không có xài được. Nó rơ mà nó hở luôn rồi nè. Nhìn xuyên qua bên kia luôn rồi. Đó, thì mình thay cái mới cho khách luôn. Đây, không có nhiều tiền á anh em, trả nhiều tiền hết. Còn cái phục này á, thì mai mốt phục hồi sau. Phục này nó cũng tới tuổi rồi. Bật đạn rế mà nó ra rớt rồi hết vậy. Trong nó một cái luôn rồi. Cái cốt trong, cốt giữ luôn rồi. Đó, thường nếu mà cái cốt nó đựng mòn, đựng rỗ thì mình sẽ thay bật đạn rế rồi mình cạo nó ra mình thay thôi. Còn cái này thay không được nữa luôn. Để lâu quá rồi anh em. Thì nhiều người tinh ý á, chạy sẽ thấy vô trong cua mà sao mà nó không có chuẩn, nó sệ sệ, hoặc là nhúng nó cái bánh nó hơi sàn. Sàn nó có nhiều cái lắm. Sàn là do bánh bạc đạn nè, sàn do gấp nè, bạc gấp nè, sàn do cái chỗ phuộc nữa. Nó rất là nhiều thứ. Cái sàn mà do mất rì bao nó cũng có sàn luôn. Nhưng mà nó chỉ nhịp thôi, nó sàn cái kiểu là nhịp nó không có giữ phuộc lại thôi. Còn mà nó sàn do cái giữ phuộc á là nó sàn ngang. Nó giống như bạc phục, cái bạc gấp rồi đó. Anh em phải để ý mấy cái này ha. Đó, giống như cái con xe bên này cũng rất là cũ rồi. Thường á là rất là dễ bị hư chứ không phải nguyên riêng cái phục đâu. Những cái bát này nè. Đó, bên trong nó có bạc đạn rế hết. Cái này là mình thay cho khách. Anh em thấy nó mới không? Ốc à, bảy màu hết. Tại mình tháo ra con xe mới có 1-2 ngàn cây không à. Đó. Còn của khách thì nó cũ lắm rồi. Thì bây giờ sẵn rồi, mở ra thay kiểm tra luôn. Nếu mà không có phục thì mình phục hồi lại rồi mình nếu mà cái bát giữ phục của khách á mà nó chỉ bị hư cái bạc đạn rế thôi á, cốt rồi mọi thứ nó còn ok, nó không bị mòn khuyết á, thì mình chỉ cần cạo ra mình thay bạc đạn rế lên em, chứ không cần phải thay hết, tốn tiền. Anh em nhìn phục bên mình bán nè. Đó, như mới không, chưa có tăng chỉnh, chưa có làm gì hết. Đó, phục rồi. Xe mới người ta tháo ra, người ta lên đồ chơi á, cho nên nó dư ra. Mới, chưa có chỉnh một cái gì hết, như mới luôn. Chứ không phải bán cái đồ mà ha, nửa đường. Ở đây họ chạy. Cái này gắn của xe đời mới không được, nó khác cái bát chân. Cho nên mình tìm một cái gây phục nó cùng bát để gắn cho khách, không có độ chế đâu. Đó, đây, anh em phải chú ý những vấn đề này. Xe ngon nó phải chuẩn, nó phải chắc, chứ không có thể nào mà mình nói ngon là nó ngon được. Rất là nhiều thứ ha, phải hiểu vấn đề làm nó mới đạt chuẩn chỉ được. Đó, lúc mà anh em nghĩ lên máy, anh em hỏi giá máy không, anh em mua máy bên mình, có một số anh em mua máy mà đòi bao máy. Tại vì mua máy anh em mua phụ tùng mang về, anh em phải biết coi mà để coi nó. Hello con. Ừ, chú thôi, chú sang thôi, đừng kêu bác. Bác là già hơn cha con luôn, chết chú luôn. Ok, xe của ba con kìa. Trời, vô rồi, kỳ này là có xe bự thiệt bự chạy rồi. Đó, thường á mà mua máy động cơ á, anh em muốn test á, mình mở ra test. Mình cũng vậy, mình một là mình test, mở nắp nồi ra test phần nồi, đồ mới không biết liền. Thứ hai, mở cái dàn nắp nhạo lên, nắp đầu nè, để mình coi cam gộ mới không ha. Cái này là mình làm cho khách nè, cục máy của mình mới. Nhưng mà mình hôm kỳ mình có tháo cái tăng cam này mình bán rồi,
mình không thể nào mà gắn cái tăng cam cơ cho khách được. Tăng cam cơ anh em phải gần thợ hoặc anh em là thợ, để mà một khi mình chạy một thời gian cái sinh cam nó dùng á, là mình phải tự tăng, phải ra thợ tăng hoặc tự tăng bằng tay, người ta mới gọi là tăng cam cơ. Còn cái tăng cam zin á, nó là một cái tăng cam người ta gọi là tăng cam tự động, nó có lò xo đẩy trong này. Và riêng cái dòng này và một số dòng xe á, lò xo đẩy là phụ, nó có áp nhớt nữa, nó đẩy bằng áp nhớt phụ nữa đó. Thì mình không cần phải tăng chỉnh ở cái tăng cam này, nó rất là an toàn dành cho những cái người khách ha, không rành xe chạy bắt buộc mình phải mua một cái tăng cam mới new. Anh em nhìn nè, đồ new nhìn nó khác liền, nó khác trời giật đó. Và anh em để ý máy móc nó có mới hay không, giống như khách kia nói hai cái lốc máy khác nhau đó, là khác cái gì anh em nhìn nè, nó khác màu là cái thứ nhất. Tại cái máy anh em á, là xài cả 100.000 cây nó cũ, còn cái máy này nó mới, cái hộp kim của nó mới lắm. Anh em nhìn nó hai màu là đúng rồi, anh em thấy không? Nhưng mà 750 qua 750 lốc máy giống nhau mà, mình đâu thay máy 600 vô đâu. Đó. Mình hỏi anh em nhìn nè, cái đồ cũ đồ mới nhìn là thấy nó khác rồi. Cái màu lốc nó khác, cái lớp RAM trên này nó còn đủ hết mà. Anh em thấy không? Lốc mới lắm. Đó, lốc máy dưới nó đi nhiều rồi, nó bị nhiệt nhiều cho nên nó màu kim loại nó sẽ cũ hơn. Nè. Còn lốc máy 750, lốc máy 750 vô đúng mà, đâu có bị sai lốc đâu. Ở trên anh em nhìn thấy bộ phận mới không? Còn cái lốc máy này á, mọi bên trong cái phần dưới này, bộ số nè là mình thay mới hết. Chỉ có phải giữ lại lốc số máy, đó là nguyên tắc. Để anh em sang tên nó hợp lệ, hợp pháp. Đó. Những cái đồ mà mình lỡ mình lấy bán, mình thay nó lại bằng đồ new. Kể cả sinh cam cũng new nè. Đó. Rồi tăng cam tự động zin new, ron milat mở ra thay ron new, không có thay lại ron zin, mặc dù nó còn đẹp. Tại vì lần trước mình đã mở một lần rồi đó, cho nên là mình thay đồ mới luôn. Rồi bảo dưỡng lại hết. Nhiều khách hàng mua máy bên mình nói lại vấn đề nãy mà kêu mình bao chạy, mình bao bằng niềm tin hết anh em. Mua phụ tùng về, miễn là phụ tùng còn mới và chính hãng đó, không có phải là độ chế, không phải là cái đồ nửa đường, thì mua về muốn bảo hành là cái người ráp lên xe cho anh em mới bảo hành anh em được. Một cục máy không muốn ngon, nó không bệnh hằn ngon được, nó gồm phải có nè buji, điện lửa chuẩn, xăng gió chuẩn đó, nó mới ngon được. Thậm chí mình nói thẳng và thật với anh em luôn, cái cụm bướm ga này nè, xe này gắn lên nó cũng chỉ là dạng khoảng máy là bao. Còn có những cái mà khách không bao giờ biết, giống như cục máy cũ và cục máy mới ai cũng chạy được, nhưng cái lực máy của máy mới nó ngon hơn rất nhiều. Cái thứ hai, những cái cụm bướm ga, những cái khiển TPS này, cái motor bướm ga này, anh em thay đồ mới cho coi, cái xe nó lanh nó nhẹ vô cùng. Những cái xe mà làm xong xuôi rồi tại sao nó không có lanh không nhẹ, là tại vì cái tuổi thọ, cái độ hở chi tiết của cánh bướm ga đồ này kia nè, và cái những cái TPS này nè, nó xài lâu rồi, hoặc nó xài qua một cái thời gian mà cái điện không ổn định á, nó không có chính xác nữa, nó không có còn mạnh nữa đó, thì nó đâu có lanh lẹ, nó đâu có lanh được, nó không có lanh xe được. Cụm bướm ga này là mình có đồ mới luôn á, mình có đồ mới luôn, nhưng lý do là tại sao mình không thay, tại vì đây còn xài được và giảm cái chi phí lại cho chủ xe. Chứ còn cụm bướm ga này chạy cả 100.000 cây rồi, gắn lên nó chạy ok chứ ngon là chưa, máy là bao ngon. Cho nên làm xe nó có rất là nhiều vấn đề, tại vì nó giống như là nó rất là nhiều chi tiết, mỗi một cái chi tiết bộ phận nó có cái hiệu năng của nó, cái trách nhiệm của nó. Không thể nào mà thay một phần mà muốn kêu tất cả đều ngon được là không phải ha. Thợ làm cỡ nào làm trên, dựa trên cái nền tảng đồ nó còn bao nhiêu phần trăm, chứ không có làm đồ cũ mà thành đồ mới được. Muốn thành đồ mới chỉ có thay thôi đó. Cho nên cái xe chạy được và xe chạy ngon nó khác xa đó, rất là xa nhau đó. Cho nên mấy cái bạn mà nói qua sang thay không à, đó như máy này đâu có thay, muốn ngon thì thay, còn muốn chạy được thì có phần chạy được thì thôi. Thật sự khách hàng không thể nào biết được, tại vì khách hàng chưa bao giờ chạy một cái con xe mới. Những cái khách hàng đang chạy xe này là mua xe cũ lại, đâu có mua xe mới đâu.
thì không thể nào khách hàng so sánh được trên một cái nền tảng đúng được. Đó, khách hàng chạy xe bên mình làm này xong là chạy ghiền liền, tại vì trước đây xe dập quá. Đó, thì thấy này xong nó phải ngon thôi, nhưng mà nó chưa phải là dữ. À, đó, nói vậy anh em hiểu. Có những chiếc xe mình chỉ qua bên mình, nó bị hư cái cụm bấm ga, mình thay cụm bấm ga mới, ủa sao xe lanh ngon dữ ta, khác nhau chứ, điều tiết gió nó chuẩn, nó phải khác chứ. Đó, xăng gió trong này nó điều tiết bởi cụm bấm ga mà. Đó, thậm chí một cái bét nó bị đái hoặc nghẹt, nó đã máy nó đã khác luôn rồi. Rất là nhiều thứ anh em phải hiểu được cái chức năng của nó sao làm xe nó mới ngon được. Đó, gắn nó phải chuẩn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Có quay gì đang trong quá trình lên, sao quay cho anh em xem vậy. Phải rửa từng chi tiết, từng món đồ để mà làm cho nó đạt. Làm một lần là sử dụng rất là lâu dài, chứ không phải là làm mấy bữa hư tới, hư lui, hư tới, hư lui. Là do người ta làm như thế nào thôi. Ai nói xe dựng lại làm lại không ngon, ai nói xe làm máy không ngon, xe này là máy nè, rỡ rã ra hết ráp mà, ra test mắt bít cho coi, 299 ngon lành, miễn cái dàn chân nó ngon đi. Tại vì xe này mình chỉ thay cái bát phuộc nha, phuộc sau là chưa làm nha, phuộc sau có thể không ngon nha, tại vì chưa có làm phuộc, chưa phục hồi phuộc sau, chỉ có phục hồi phuộc trước thôi. Đó, cái nào có mình nói nha. Mình cái canh lại từng cái chi tiết ha. Đó, rồi lên máy á, phải coi canh những cái cục canh. Đó, cái này là nó bị không có đạt cho nên mình mới taro nó lại, đi khoan nó lại nó chuẩn. Quan trọng lên máy á, nó rần xe hay không, nó chuẩn hay không, nó bị nứt sườn hay không, nó nằm ở những cái cục canh máy này nè. Một bên chết, một bên sống, một bên bắt buộc phải vậy để cho cái lên xuống máy nó dễ. Những cái bát tăng này phải tăng chuẩn, nó khít vô. Rồi con ốc nó chỉ nhiệm vụ là lóc kê lại thôi. Đó, nhiều người gắn túm sườn rồi tùm lum hết, chạy nó rất là rung máy, nó rần máy. Đó, nguyên nhân rất là nhiều nguyên nhân để rần máy. Gắn xe mà gắn cái lên máy không đạt, không đạt ở chỗ mấy cục canh này nè, cũng rần. Xăng gió không đạt cũng rần. Đó, rồi những cái gù mà gắn trên cái tay lái để triệt tiêu cái rần á, không gắn, gắn cái đồ chơi nó nhẹ quá, nó không có tác dụng giảm rung, giảm rần, không có triệt tiêu được cái độ rung, nó cũng sẽ rần. Rất là nhiều cái kiểu rần mà mình phải kiểm tra do đâu, nguyên nhân nào để mình giải quyết. Cứ rần xe tới là cứ đè vô cái cục nó cũng chưa chính xác. Rất là nhiều thứ ha, phải dùng cái kinh nghiệm, cái kiến thức mới xử lý được. Đó. Rồi lên máy phải rửa từng cây cốt ha, rồi tra mỡ bò đồ vô hết để chống can xét, anh em xài về lâu dài và kỹ lưỡng anh em ha. Mỡ bò mà tha cốt là mình dùng mỡ bò kít. Mỡ bò kít kít hình như là của Hàn Quốc á anh em, mua một thùng rất là lớn, loại tốt á, loại cao cấp nhất á, nhưng mà không có cho vô bi chén cổ. Bi chén cổ giữ một cái mỡ bò khác. Này chỉ tra ốc rồi cốt rồi thôi. Mua một thùng 15-20kg xài cũng lâu rồi. Bên mình á, những cái cốt, tiền đồ cốt nó rất là cao, tại vì mình xài đồ tốt không à. Từng cái mỡ bò đâu tính tiền khách đâu, nó nằm ở trong tiền công á. Mà tiền công là tính đâu, trong cái món đồ thay cho anh em á. Đó, tại anh em không tính, tính ra nhiều thứ lắm. Cái cốt của mình cao lắm, cứ một chút, rất là cao anh em. Anh em không có để ý, anh em chỉ nhìn ra cái giá thôi, và cái giá đó anh em không có cộng công lên. Đó, đâu cũng vào đấy là quan trọng là người ta dùng cái gì cho anh em không có tính được đâu. Đó, tại sao mình ghi chi tiết để anh em tìm hiểu cái mắc hay rẻ nằm chỗ đó. Nhiều người đâu dám ghi chi tiết. Đó, chi tiết ra thấy được cái sự so sánh là sao, ghi chung thôi, họ không biết là làm những gì, thấy gì vô. Anh em thấy như đó, ừ làm hết, người ta nói làm hết, anh em nó hết, nó rẻ.
thật sự chi tiết ra thì có gì là rẻ đó. Thật sự là vậy, cứ để ý đi rồi thấy. Còn mình thì mình thẳng thắn, cho nên mọi thứ mình ghi chi tiết rồi hết để người ta so sánh. Người nào biết so sánh thì so sánh, không biết so sánh đó có cũng có rõ ràng với người ta. Thời gian dài mà nói sự thật nó sẽ lòi ra, cho nên lúc đó khách hàng quay lại không nằm ở chỗ đó. Chứ còn nhiều người, người ta không hiểu, người ta không hỏi đó. Có nhiều người người ta im luôn, có nhiều người thì người ta hỏi, hỏi thì người ta sáng tỏ, người ta rõ ràng đó. Rất là nhiều kiểu, nhưng mà mình phải rõ ràng trước để sau này người ta có đi chỗ này chỗ kia, người ta thấy ở đâu ok với họ thì họ người ta sẽ theo thôi, người ta sẽ làm bên đó. Từ từ trải nghiệm anh em, cuộc sống mà ngựa hay mới coi đường dài. Chứ còn mình thì không có thể nào mà ngọt ngào được, nhưng mà vấn đề mình làm là phải ok. Ủa, của bô này của xe nào vậy? Con su này giống con su nách nè. Đúng rồi. Bi dán cổ này hay chưa? Bi dán cổ đó, em đang rồi, có gì để lại chỗ cũ nha. Bi dán cổ khách là thay rồi đúng không? À, tại gắn vô nó không đạt đúng không? Nó bị sượng một cái trên dưới rồi. Nó bị sượng hả? Ok. Mình cũng vệ sinh bi chấn cổ hết rồi mà gắn vô thử nó bị sượng. Đó, sượng xong rồi phải thay. Cực cái. Nhưng mà đó là tiết kiệm tiền cho khách, nhưng mà nó sượng rồi. Mở này ra gắn cực mà nếu một lần thay xài rất là lâu. Nên sẵn là phải xử lý luôn. Bỏ cái bát trong đi. Bỏ cái cục canh màu đen đi. Em nó làm hư ren rồi, em giờ kiếm ốc. Hư ren rồi cho nên mới ấy lại đúng không? Nhiều người gắn chống độ, rất rất nhiều người gắn. Tại vì cái ren của cái bát máy á, có nhiều ren nó có 1.25, có nhiều ren là 1.50 một đó. Đa số cái ren bát máy đó thường nó chỉ có hai cái ren đó. Mà người ta gắn cái con ốc á, thứ nhất là ốc không phải là ốc xịn. Cho nên là nó hại ren, nó sấy cháy ren, mà cháy ren đâu cháy ren con ốc đâu, cháy ren cái bát máy không. Đó. Hư bát máy. Có nhiều người canh không đúng, giống như con đợi tí xíu anh đang qua. Có nhiều người hả gắn gãy bát máy treo luôn. Đó là do mình canh cục canh không có đúng, mình siết lực nó bị gồng, nó bị ép nó gãy. Đó. Cái thiết kế khung sườn nó hay lắm, nó chịu lực làm sao. Đó. Nó là cái khung bọng, nó nhẹ. À, thiết kế nhận xuất rất là nhẹ và chắc, cho nên nó phải biết cách để mà mình gắn nó lên, chứ còn cứ không biết hư hết trơn. Nhất là mấy ngóc chống đổ qua hư hoài đó. Rồi lúc đó mới thấy sự mắc rẻ của chống đổ. Nó ngoài cái đồ hãng nữa ra, tại hãng nếu mà đồ xịn thì còn xịn đó, full của nó là đã thiết kế đúng hết rồi, gắn lết đành lay vô, cứ đưa vô quất thôi. Còn những cái đồ mà như chống đổ tròn này nè, tùy loại xe nó có cái ren khác nhau, ốc kích thước khác nhau, thay ốc không đúng vô ép nó vô, thấy nó siết nặng vô, siết vô cái lần cái người sau người ta mở ra cháy hết trơn. Siết vô vẫn được, ép được, tại vì nó lệch cái như không chấm mấy, 0.25 mà đó, siết vô được chứ, nhưng mà mở ra làm sao cháy hết trơn. À, rồi canh không ngay nữa, chống đổ mà thiệt chống đổ đỡ chày, nhưng mà xuống gãy bát sườn luôn, gãy bát máy luôn. Hay là nó làm chỉ yên tâm nhưng mà cũng nó còn hại hơn là không gắn nữa. Rất là nhiều người không để ý tới vấn đề này mà bị xong rồi mới thấy. À. Rồi, cảm ơn anh em.